Cô chào các em học sinh khối 2 tình yêu. Trước khi vào bài học, cô tặng cho các em bài hát Em yêu trường em. Ở tiết học trước, các em đã học cách nói lời yêu cầu đề nghị khi nhờ ai đó một việc gì. Vậy khi nói lời yêu cầu đề nghị, ta phải nói như thế nào? À, đúng rồi, khi nói lời yêu cầu đề nghị thì các em phải nói một cách chân thành, nhẹ nhàng, lịch sự, tôn trọng người khác. Giải tiết đạo đức hôm nay, các con tiếp tục học biết nói lời yêu cầu đề nghị. Tiết 2. Mục tiêu bài học ngày hôm nay, thứ nhất, bước đầu biết được ý nghĩa của việc sử dụng những lời yêu cầu đề nghị. Thứ hai, biết sử dụng lời yêu cầu đề nghị phù hợp trong các tình huống đơn giản thường gặp hàng ngày. Bài 4. Hãy chọn cách ứng xử phù hợp khi em muốn sử dụng đồ dùng học tập của bạn. A. Cứ lấy dùng không cần hỏi mượn. B. Cứ lấy dùng rồi mượn sau. C. Vừa hỏi vừa lấy để dùng, không cần biết bạn có đồng ý cho mượn hay không. D. Hỏi mượn lịch sự và nếu bạn cho phép mới lấy dùng. À, ở đây có 4 câu A, B, C, D. Các con hãy chọn câu và chọn cách ứng xử phù hợp nhất cô dành cho các con trong vòng 2 phút bắt đầu. À, 2 phút thời gian đã hết. À, đó là con có đáp án, đó là đáp án D. Đáp án D là khi em muốn sử dụng đồ dùng học tập của bạn thì hỏi mượn lịch sự và nếu bạn cho phép thì mới lấy dùng. Đó là đáp án chính xác nhất. Cô có lời khen ngợi tất cả các con. Vậy ở lớp, khi em để quên bút ở nhà để mượn bút của bạn thì em sẽ nói như thế nào? Các em sẽ nói bạn ơi cho mình mượn bút nhé, hoặc là bạn ơi bạn có cái bút nào dư cho mình mượn với. Vậy qua cái bài 4, các em đã biết nói lời yêu cầu đề nghị. Các em cần phải biết rằng là mình phải nói với thái độ nhẹ nhàng, lịch sự để thể hiện được điều đó. Cô và các em cùng nhau qua bài tập số 5. Bài tập số 5, với các tình huống sau, em hãy nêu cách xử lý phù hợp. A. Em muốn bố mẹ đưa đi chơi vào ngày Chủ nhật. B. Em muốn hỏi thăm chú công an đường đi đến nhà, người quen. C. Em muốn nhờ em bé lấy hộ chiếc bút. Với 3 tình huống này, cô dành thời gian cho các em là 3 phút để các em xử lý tình huống. Rồi, với tình huống A, em muốn bố mẹ đưa đi chơi vào ngày Chủ nhật. À, các em sẽ nói như thế nào? Và sau đây là cách gợi ý của cô. Bố mẹ ơi, Chủ nhật này chúng ta có thể đi công viên chơi không ạ? Hoặc là bố ơi, Chủ nhật này bố dẫn con đi chơi nhé. Hay là mẹ ơi, con rất vui khi được mẹ cho con đi chơi vào Chủ nhật này. À, ở tình huống B, em muốn hỏi thăm chú công an đừng đi đến nhà một người quen. À, em sẽ nói như sao? À, đúng rồi, em sẽ nói là chú ơi, chú làm ơn chỉ đường giúp cháu đến địa chỉ này được không ạ? À? Hoặc là cháu chào chú làm ơn cho cháu ở đường này với ạ. À. Vậy, tình huống C, em muốn nhờ em bé lấy hộ chiếc bút. Ở trường hợp này, chúng ta sẽ nói, em ơi, em có thể lấy hộ chiếc bút cho anh được không? Hoặc là, em ơi, em lấy giúp chị chiếc bút được không? Em ơi, em lấy hộ giùm anh chiếc bút với. À. Qua cách xử lý tình huống trên, các em đã nhận thấy rằng điều đó đúng với câu ca dao sao: lời nói chẳng mất tiền mua, lừa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Qua bài học này, các em học được điều gì? Biết sử dụng lời yêu cầu, đề nghị lịch sự trong giao tiếp hàng ngày. Biết tôn trọng những người biết nói lời yêu cầu, đề nghị phù hợp.
dặn dò, biết hành các em về nhà thực hành nói lại lời yêu cầu đề nghị và chuẩn bị bài sao lịch sự khi nhận và gọi điện thoại nhé. Học của cô đến đây kết thúc.